chào, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với hiếuhiền.vn. Và gần đây thì các ứng dụng xem truyền hình đã bị lỗi server và gần như là không thể xem được những cái kênh truyền hình nữa. Do vậy, hôm nay thì Inox sẽ giới thiệu với các bạn một ứng dụng để xem truyền hình miễn phí, đó là Zam TV. Đây là một ứng dụng giải trí mà chắc chắn các bạn cần phải download về, bởi vì Zam TV tổng hợp gần như đầy đủ các kênh truyền hình xem phim trong nước và quốc tế, cũng như là mình xem thể thao trực tiếp các giải đấu bóng đá đỉnh cao độc quyền. Trong khi những ứng dụng khác chưa cập nhật đầy đủ thì Zam TV đã tổng hợp đầy đủ nhất các kênh truyền hình cho các bạn. Ví dụ như ở đây nó có dòng kênh phổ biến, đây là tổng hợp những cái kênh mà thường được xem nhất, hay là những cái nhóm kênh trực tiếp bóng đá này, nhóm kênh VTV, VTC hay HTV. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm từng kênh cho các bạn xem chất lượng của ứng dụng này như thế nào nhé. Trong khi xem thì nếu mà các bạn thấy nó tải quá lâu thì các bạn có thể chọn một cái server khác. Và ở đây đối với nhóm kênh trực tiếp bóng đá thì nó sẽ tường thuật lại tất cả các giải đấu đỉnh cao và hẹn theo từng ngày giờ như thế này để mình cập nhật trận đấu một cách dễ dàng nhất. Hay là nhóm kênh VTV, nó có các nhóm kênh từ VTV1 đến VTV9 luôn. Là Mai Sinh Hoàng và đội trưởng Đặng Văn Lắm. Trong ngày 1 của trận đấu thì Đặng Văn Lắm cũng đã có một tình huống sút phạt khá nguy hiểm về phía khung thành của Dương Tùng Lâm. Tuy nhiên thì thủ môn của U19 Hà Nội đã có tình huống đấm bóng rất chính xác. Tiếp tục là một pha dứt điểm từ xa. Ưu điểm của ứng dụng là các bạn có thể xem trực tiếp bóng đá, thể thao bản quyền đặc sắc, hay là những cái giải đấu mà C1 ngoại hạng Anh hay là Euro World Cup. Zam TV cũng tổng hợp các kênh truyền hình quốc gia hay là kênh địa phương, ví dụ như kênh HTV. Thôi em về ha, lần sau cà phê chứ. Nhớ chứ anh, lâu quá mới gặp lại thì phải nhớ gọi chứ. Cảm ơn anh nha. Bây giờ em về nha. Gặp cảm ơn. Gặp anh chứ là quên hết. Thôi em về nha. Dạ. Bye bye. Dễ thương. Nhìn chung Zam TV nổi bật như là một ứng dụng có dung lượng gọn nhẹ và dễ dàng cài đặt, lại được sử dụng miễn phí. Các bạn có thể xem nhanh những kênh TV như là VTV hay là HTV như nãy giờ mình vừa trải nghiệm. Thêm một ưu điểm nổi bật nữa là Zam TV sẽ có nhiều nguồn kênh đa dạng, kênh chất lượng HD và có cả những kênh Full HD 1080. Hứa cho mình đó có đúng không ạ? Đúng đó con. Việc này nên để cho Nandini tự chọn là đúng nhất. Chị nói xem trong số này chị thích mẫu nào nhất? Nhìn chung Zam TV là một ứng dụng miễn phí và nó sẽ có chứa khá là nhiều quảng cáo ở bên ngoài màn hình. Các bạn có thể tải ứng dụng và tham khảo cách chặn quảng cáo ở bên dưới phần mô tả của video này. Hoặc là đối với những khách hàng mua hộp truyền hình thông minh tại hiếuhiền.vn thì sẽ được hỗ trợ chặn quảng cáo miễn phí. Và vừa rồi là mình đã trải nghiệm ứng dụng Zam TV, một ứng dụng để xem truyền hình, xem phim và các kênh thể thao độc quyền tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Các bạn có thể tải, cài đặt và sử dụng mà không cần phải đăng ký một tài khoản hay là trả thêm thuê bao bất kỳ gì nữa. Nếu có nhu cầu tư vấn về sản phẩm hộp truyền hình thông minh, các bạn hãy để lại số điện thoại ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video.